lại á, là đang chống phá đạo Phật. Chính tụi nó quy chụp luôn chứ chẳng hề ai chống phá đạo Phật. Trời đất ơi, đạo Phật là sẽ trường tồn, người đạo Phật là cái tín ngưỡng rồi, người trụ có từ thì rất là lâu đời, trước khi mà tôi đẻ ra, trước khi ông bà tôi đẻ ra, lâu lắm rồi là đạo Phật rồi, chứ đâu phải là muốn chống phá hay gì đâu. Trời ơi, ai đâu mà chống phá đạo Phật, mà chính cái miệng tụi nó đang quy chụp là tụi mình đang chống phá đạo Phật, chẳng hề chống phá đạo Phật. Tụi mình chỉ đang nói đến cái đám sầm tăng hở tôi, cái đám mà tự nhiên hư không mà đi công kích thầy Minh Tuệ thôi, cái người mà không có gì trong tay thôi, nên là mình cảm thấy là mình thấy mình bị ngứa mắt. Minh Tuệ là thầy của nhà con, mang về nhà thờ đi con. Trời ơi, mang về được thờ liền luôn á. Ôi, tao mang về thờ được là thờ liền luôn á. Kinh Bắc con ở đây. Trời ơi, xưng mày tao với mày được không, nói chuyện cái tao thấy là không thấy lời gọi là tôn trọng được. Thầy quen tạm giam anh Nguyễn Trí không có. Nguyễn Trí ơi, những cái thông tin mà đang chia sẻ này nọ là những cái thông tin thất thiệt á, đừng em sẽ không chia sẻ, tại vì chừng nào mà có sự kiểm chứng, có cái gọi là được báo chính thống á, ta đăng lên thì em mới chia sẻ thôi, còn bây giờ là sẽ không có chia sẻ. Chứ lại á, mình chưa có khẳng định được nên là đừng có chia sẻ vội nhanh, không có đâu. Này, dán kiếm lên trán, trời nào, tất cả quỳ xuống. Ok, bảo tâm này, tất cả quỳ xuống. Ai yêu mấy thầy Minh Tuệ là tụi nó kêu hello siêu nhân nha, Kim Phượng. Trời ơi, trong mắt tụi nó mà, trong mắt tụi nó không cần phải yêu mến thầy Minh Tuệ nữa, mà trong mắt tụi nó chỉ những người nào mà đi ngược lại với cái đường lối của tụi nó đó, đi ngược lại với cái suy nghĩ của tụi nó là thành cái ca cái ly hết, thành cái ca cái ly hết. Chính tụi nó tự động chia khối luôn, khối này khối kia, mà trong khi đó Việt Nam mình là một khối đại đoàn kết, đúng không? Việt Nam của mình là đại đoàn kết, một khối duy nhất à, mà chính miệng tụi nó tự chia khối luôn chứ ai chia. Trời ơi, chính miệng mình chia rẽ mà mở miệng ra nói tụi mình là cái người mà chống phá, không có ai hết á. Thầy Minh Tuệ không cần ra cái từ bảo vệ. Minh Bắc có thờ mày tức hả? Đúng Hùng Nam, trời ơi, tao nói thiệt, câu hài má đây tao thờ liền luôn, tao nói thiệt luôn, không cần mày nói đâu. Kinh Bắc chuộng quen cứ tưởng căn cứ mà không được quay video, lúc xe kia lắm mà về hãy uống nước. Tay nghe con nói dường quá nên nghe nó dễ thương quá. Dạ cảm ơn cô Nguyễn Cúc ạ. Sao nghe phe tụi con nói mà trời ơi, Nguyễn Chí ơi, bạn có chắc chắn đó là tụi con hay không, đúng không? Mình có chắc chắn đó là tụi con không? Còn bây giờ mà tao nói đóng giả tụi con, đóng giả WC, tao nói hả, giờ cái gì cũng có hết trơn á. Bây giờ nè, tôi nói về này, bây giờ tôi nói mọi người là tôi đâu phải tụi con đâu, tôi là WC cũng được vậy, dễ mà, đúng không? Chừng nào mà tôi chia sẻ những điều đó thì bạn hãy vô đây bạn hỏi tôi, ok chưa? Còn bây giờ á, rõ ràng luôn, mình đâu có biết ai chà chọn ai không. Tự động thiêu dệt, nhiều khi là cái những cái thông tin đó là từ cái đám bên kia đó, cái đám mà kiểu như là muốn bôi nhọ cho tụi con tụi mình là u mê cùng tính, rồi chia sẻ những cái điều thất thiệt á, là tụi nó tự động cúp lên thành tụi con, rồi tự động chia sẻ, rồi tự động lấy cái đó để quy chụp tụi mình, ta gọi là tự biên tự diễn á, chứ ai. Rồi bà gắn cái gì trên đầu chén bà gì, trời tím mà tự nhiên ơi, cái này là cây kiếm lệnh, cây kiếm lệnh của Phật Quan Quyền. Tôi là trưởng môn của Phật Quan Quyền, cái đây là cái kiếm lệnh mà, hiểu không? Mà biết chưa? Bên đây cái đầu bên đây là tôi chọc lát nè, cái đầu bên đây là tôi chọc hơi ngứa nè. Người ta đồn chứ bên tụi con nào nói vậy. Bây giờ đúng không? Bây giờ giả nhiều lắm. Chừng nào trời tôi nói thiệt luôn á, bây giờ nó lên nó tiếng nó nói là tụi con, nhưng mà có chắc chắn là tụi con hay không? Trời ơi, ra đường bây giờ tôi nói lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra nó là vậy đó. Tụi con giả nhiều lắm nha, phải có cách nói chuyện nha. Trời ơi, tụi con bây giờ tôi nói thiệt luôn. Giả tôi nói hả? Tôi nói đầy nhóc. Chà trộn vô đây để bôi nhọ danh dự cho tụi mình á, chừng nào chính cái kênh của tôi chia sẻ những cái điều đó, ok hãy vào đây hỏi tôi, còn tôi không chia sẻ những điều đó thì đừng có lên đây hỏi rồi gạ tôi cái đó, tôi không thích, đúng không? Đừng có hỏi là ủa sao tụi con chia sẻ mà có chắc chắn cái đó là tụi con hay là không. Đúng rồi, con nói chính xác, nó đúng rồi. Dễ mà, trời ơi, bây giờ muốn hả? Minh Tuệ nói ồ, Kinh Bắc nói chuyện dơ dễ sợ luôn á. Kinh Bắc nói chuyện dơ ghê luôn á. Trong đầu mày nghĩ cái gì nên mày nói mày là quy chụp cho người ta cái đó, đúng không? Trong đầu mày nghĩ như vậy đúng không? Nhìn lại mày coi nè, đúng mình nói thiệt luôn á. Bây giờ á, thầy Minh Tuệ á chẳng hề làm hết, mà thầy là có con cái á, khắp nước luôn. Cái này tụi tao tự nhận luôn đó. Còn riêng bản thân mày, mày có con có cái hay không, để đứt lại cho con cái mày đi. Mở miệng cái là thấy dơ rồi. Thằng Kinh Bắc này, nhìn thằng Kinh Bắc này là tao biết rồi, tao biết mày bên nào luôn á. Mày là con của thằng Tiến Nô đúng không? Thằng Tiến Hán Nô đúng không? Tại vì nếu mà nói chuyện mà với những cái ngôn từ dơ như vậy này là chỉ có con của thằng Tiến Nô thôi. Còn mình những cái từ mà có ngôn từ mà kiểu như là nói chuyện mà hù dọa người này, hù dọa người kia thì là WC. Còn mà nói chuyện dơ như mày thì là chỉ có con thằng Tiến Nô thôi. Cái thằng mà nói lá cờ Việt Nam là lấy từ máu của kẻ thù đồ đó. Trời ơi, tại bản thân á, thì dạy người ta lịch sử. Mà hả, tới nỗi mà cái lá cờ Việt Nam,
cái quốc kỳ của một đất nước mà nó đang ở, cái lịch sử mà nó đang bảo vệ, mà nó không biết mà nó nói lộn. Nói lộn dễ dữ vậy? Sao nói lộn dễ dữ vậy? Trời ơi, đứa con nít nó còn biết cái lá cờ đó tượng trưng là cái gì, mà nó là một cái người học sử, dạy sử cho cái đám con của nó, mà lại đi nói lộn. Nói lộn là nói như thế nào? Thì mày mới đang nói về thằng cấp 2 mà khai tiến sĩ phải không em? Dạ ok, đây nói luôn á, WC chuyên làm WC. Tụi quen con cứ đăng bài nói tệ con đây quay xe cháu chở. Trời ơi, Kinh Bắc mày cũng biết bao nhiêu cái nhà rồi con. Cái thằng Kinh Bắc này nhìn cái kiểu của nó là không phải là tuổi WC đâu. Nó là con của thằng Tiến Hán Nô đó mọi người. Cháu bảo vệ thầy Minh Tuệ là đúng. Cảm ơn quý Bùi ạ. Cảm ơn chú quý Bùi. Em chơi chị. Ok, chào mẹ. Hiệu trưởng trường học sinh từ trước đây. Cái đó em cũng không có biết. Thật sự luôn Nguyễn Trí, cái đó em không có biết. Tại vì là những cái thông tin nào mà em ngồi đem chia sẻ với lại anh và mọi người là em đã kiểm chứng và em đã thấy và em sẽ mới dám chia sẻ. Còn mà những cái thông tin mà này nọ em chưa có kiểm chứng nên là em không có dám chia sẻ và em sẽ không bàn ở trên đây. Thằng nói dám về không quen đâu, khen ơn Angola chứ dám nói gì. Nhận ngân lượng mà với cùng chung là yêu quý Trung Quốc đâu nè. Chị cũng chờ thông tin. Đúng rồi, tất cả mọi người đều nên nè. Những cái thông tin mà chia sẻ mà nói là ông Chân Quang bị bắt hay là những cái thông tin gì đó là toàn là thông tin là chưa có kiểm chứng. Mọi người đừng có chia sẻ vội, đừng có chia sẻ vội nha. Tại vì cái đó là cái lời nói, mình nói lên cũng được, nó như là tôi đi đồn cũng được đó. Nên là đừng có chia sẻ vội những thông tin đó nha mọi người. Chừng nào những cái trên trang báo này nọ người ta thật sự chính thống người ta đăng á. Đi chợ đi. Để con chơi đi chợ. Bạn ơi, hôm nay thông tin thầy quen mất không? Không có đâu bạn ơi, không có đâu. Không có những thông tin đó đâu. Những cái thông tin đó bây giờ á, ai đồn cái này nọ là toàn là giờ lấy cúp lay là tội con đồn ra tùm lum tà la đó. Chính những cái đứa mà trà trộn, những cái đám mà bên kia đó, nó muốn chia rẽ này, nó muốn bôi nhọ cho tụi con, rồi xong rồi đưa lên những cái thông tin thiêu dệt đó đó để có cái cớ mà nói tụi con tụi mình là u mê cùng tính này nọ các kiểu đó, để chung là để có cái cớ để công kích tụi con tụi mình đó. Cũng cái đám tụi nó không chứng minh hết, cái tin nó không có chính xác đâu nha. Chừng nào mà có những cái báo đài chính thống đăng lên là lúc đó mọi người chia sẻ sao vẫn không có muộn đâu nha mọi người. Bọn muốn gấp lửa bỏ tay người chính xác luôn, mượn hoa kính Phật ném đá dấu tay, có cái chiêu đó xưa lơ xưa lắc chơi hoài luôn. Với cái vụ gì đó 8.000 tấn gạo rồi cái vụ xe chở nước này nó ở Gia Lai này nó thôi, cái đám tụi nó không đó, cái đám tụi nó không đó. Tuần sau nha, chúc mừng. Tôi cũng mong nè, mình chỉ mong thôi chứ mình chưa dám khẳng định nha Bảo ơi, Bảo Nguyễn ơi, cái đó tôi chỉ mong thôi chứ tôi chưa dám khẳng định. Cái gì trên đầu đó đồ long kiếm của thầy đúng không? Chính xác. Đây là cái kiếm lệnh của Phật Quan Quyền. Tôi là trưởng môn là sản, tôi là trưởng môn của Phật Quan Quyền, hiểu chưa? Nên là tất cả lúc đều xây vào đây phải vâng lời tôi. Những cái đứa nào mà vô đây dám này nữa nổi ha, tao mét sư phụ nghe chưa? Tao mét thầy đó. Nha tụi bay. Chỉnh kiếm lệnh lại cho ngay, gọi ngay liền. Khi nào pháp luật đưa lên hay đưa hãy chị. Đúng rồi. Chừng nào những cái thông tin nó đưa, với lại thẳng luôn, mọi người biết không, trang tôi, chừng nào mà trang tôi nè, tôi chia sẻ những cái điều đó, mà tôi lên livestream đi, tôi ngồi tôi nói, mọi người vô hỏi tôi ok tôi trả lời, đúng không? Còn tôi không chia sẻ thì đừng vô đây gài tôi những cái thông tin đó, gài tôi đến tôi vỏ mờm hay gì, không có, không có dễ đâu. Gì? 3 giờ rồi. Lên coi phải bao không? Minh tại giờ, chúng mày cũng tưởng thôi. Chị chở ta rồi. Hả? Ta chị chở. Nè, Kinh Bắc tao nói mày nghe, cái câu đó đó, là mày hãy để dành mày nói cho thằng cha mày là thằng Tiến á. Với lại cái đám WC á mới đúng hơn. Còn á tụi tao á u mê kính trọng nhưng không có nổi giống như tụi mày, hiểu không? Tụi mày mới đúng là u mê tới nỗi mà điều sai mà tụi mày nó hành đúng rồi, cái lá cờ Việt Nam này nọ mà tụi bay còn binh cho được nữa thì tao cũng sợ luôn rồi, hiểu chưa? Còn mà mày nói chuyện dơ cái này nữa đó, một câu nữa là tao chặn mày luôn nha. Tại vì nói chuyện rất là dơ, mày đang làm ô uế cái like của tao, nghe chưa? Nghe chưa? Cái thằng Kinh Bắc này, cái nhặt cái mặt của mày, nhìn cái mặt của mày là tao thấy muốn tụng kinh rồi, cái mặt không dám đưa ra đây mà. Không, Kinh Bắc không phải là con, nhìn cái kiểu nó là không phải là con trai của cúng dường, nó là con trai của thằng Tiến Hán Nô mọi người, nó là con trai của thằng Tiến Hán Nô. Tại vì để ý nha, những cái thằng con của thằng Tiến Hán Nô á, nói chuyện rất là dơ, nói chuyện cực kỳ dơ luôn, và nó nói những cái điều mà cho mình đọc vô mình nghe nó ủ xong mà những cái lời này mà thốt ra được từ con người hả? Cái này là phải là cái con gì chứ đâu phải con người nói chuyện ra được như vậy. Đó là con của thằng Tiến Nô. Còn mà cái con mà của WC á là trù với lại hù dọa con người ta này nọ cái kiểu đó, vậy là nó thèm ăn binh bông. Cái miệng mà quá trời rồi dán cái gì lên dán vào nội. Trời ơi, cái kiếm lệnh của thầy nè, cái kiếm lệnh của thầy nè, xã hội cần có nó để phân biệt. Cái chuyện vô học
không trời chứ gì nữa. Mở miệng ra tôi nói hả lên trên đấy, người ta nói đụng hết người này, cho nó chửi người này, không kích người kia, phân biệt này, phân biệt vùng miền, phân biệt tôn giáo là chính là cha con tụi nó luôn. Mà bắt đầu cái cha con tụi nó đi vô hỏi người này người kia, trời ơi, tôi nói hả tội nghiệp lắm. Cái đám con của thằng Tiến á, thằng Tiến Hán Nô á, nó được cái gì nè, tụi nó ngồi ở đây, tụi nó ngồi coi cha mình live stream với cái tư thế là gì nè, trời ơi, vị thánh nhân trong gì à, gì thánh nhân trong cuộc đời của con. Bắt đầu cái hằng trên đây nó ngồi, bắt đầu cái nó nhả ra những cục xương, hiểu không, nó nhả, nó ngồi, nó nhả ra những cục xương rồi bắt đầu okay. Cho mẹ 5 phút rồi bắt đầu những cái thằng ngồi dưới đây nè, cái nó sẽ gặp những cái cục xương này, hiểu không, là kiểu như là cái hằng tiếng Hán Nô nó ngồi trên đây nè, nó nhả những cái cục xương ra, rồi bắt đầu là những cái thằng ngồi dưới đây nè, bắt đầu nó sẽ lụm những cái cục xương này, cái nó tha đi, nó quăng chỗ này, nó tha đi, nó quăng chỗ kia, nó nói cái này là kiến thức. Trời ơi, trời ơi, nản nhê luôn á. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Mọi người hiểu tôi nói chưa? Đừng chặn nó để nó vô nghi thức. Ok, mọi người chắc tôi xuống like quá. Mọi người đang rất là đông luôn á, đang nói chuyện với mọi người rất là vui luôn. Mà tại xuống like lấy cho con tôi nó đi ăn cái. Hẹn mọi người ngày mai mình nói chuyện tiếp nha. Hẹn mọi người mình nói chuyện tiếp nha. Yêu tất cả mọi người, yêu tất cả tụi con. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Và thi hài dùm tôi cái. Trời ơi.